Anh em đang đi vào tượng đài kéo pháo Điện Biên Phủ Mường Phăng. Đây là kia sẽ kéo pháo lên cái đỉnh kia để bắn vào đồi A1 với cả hầm The Cattery. Đây là con suối chảy từ Mường Phăng về này. Khung cảnh rất đẹp. Có một đoạn này rồi, cái đa này là cái si cái đa này. Quả trắng luôn, rụng trắng sân. Khi chúng tôi bước chân đến đây thì cũng chiều tà, bắt đầu khói làm chiều và đổ xuống khu vực Mường Phăng. Đấy, tần suất hoạt động này làm sao theo được sếp? Kia chúng ta lên leo lên kia nó khoảng tầm mấy trăm bậc dựng đứng. Họ dỗ ta làm kéo pháo qua vượt qua đèo. Hai con gấu Bắc Cực này đang đi phà phật nhé. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười, khoảng 500 bậc ấy. Linh nhờ quay anh đi theo. Dừng núi giang tay nuôi nài biển xa, ta đi rừng cây núi sinh hà. Ôi bé này giỏi, sẽ đi được cả dốc này. Ngã đây bé ơi, bé đi xuống. Giỏi thế. Cháu mấy tuổi? 9. 9 tuổi à? Học lớp mấy à? Lớp 4. Lớp 4 à? Sao lại đi được trên cái đỉnh dốc này à? Quen để đi ra thế nào. 9 tuổi. Con học lớp mấy? Lớp 4 à? Trường gì? Đây là Mường Nhé. Huy khoa. Lên kiểu pháo. Đi chơi ta phải đi giày thể thao. Suốt ngày đi dép. Trèo lên tới đỉnh ta cao hơn đèo. Ui. Ui. Nhà tượng đài kéo pháo. Đá thật nhé. Đá xanh. Toàn cảnh tượng đài. Tôi vẫn nhận lấy thân mình chèn pháo à? Thân hình rót à?
quá sống động nhỉ. Đây một khối đá xanh như thật luôn. Đây là chúng tôi đã leo lên đỉnh đèo Keo Pháo, tượng đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Khách xem kênh thấy hay nhớ đăng ký kênh, like, share, ủng hộ cho Đồ Gỗ Tỉnh Tiến Thịnh. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại. Thank you for watching.